Thưa quý vị và các bạn, khu kinh tế Vũng Áng của tỉnh Hà Tĩnh là nơi có nhiều công trình dự án lớn như dự án Formosa, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng, tổng kho xăng dầu khí hóa lỏng, cùng nhiều khách sạn, nhà nghỉ và cơ sở kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp. Bên cạnh đó, khu kinh tế Vũng Áng đang trong quá trình xây dựng phát triển, từng bước khẳng định vai trò của mình và là động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Hà Tĩnh cũng như của cả nước. Ngoài việc chú trọng đầu tư cho kinh tế, thì công tác an ninh trật tự và đặc biệt là việc phòng cháy chữa cháy cũng luôn được chú trọng. Buổi làm việc giữa đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu kinh tế Vũng Áng với doanh nghiệp. Đơn vị này sẽ vừa kiểm tra, vừa hướng dẫn tuyên truyền việc phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp. Một trong những quy định trọng tâm của cơ quan này đưa ra là mỗi tháng các đơn vị doanh nghiệp nằm trong khu kinh tế Vũng Áng phải tổ chức một đợt tập huấn cho công nhân cách sử dụng các phương tiện chữa cháy. Cũng trong quá trình kiểm tra, nếu như doanh nghiệp không đảm bảo về hệ thống điện, chưa trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy theo quy định, chưa mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, không thường xuyên bảo dưỡng thiết bị, phương tiện chữa cháy, chưa huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy sẽ bị xử phạt theo các quy định. Công ty có bố trí các thiết bị điện và phòng cháy chữa cháy như máy bơm nước và thiết bị phòng chữa cháy bằng máy. Ở đây thì mọi công nhân trong công ty đều biết cách sử dụng và hàng tháng đều có công tác tuyên truyền kiểm tra phòng cháy chữa cháy. Ở bên này thì khi mà có sự cố gì thì đều liên lạc với bên công an và bên công an có hướng dẫn cụ thể tận tình cho công ty. Trong cái thời gian qua thì cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy chúng tôi cũng đã tiến hành triển khai đồng bộ các cái biện pháp về công tác phòng cháy chữa cháy trên cái địa bàn, như là tiến hành tổ chức hướng dẫn kiểm tra các cái cơ sở thực hiện các cái điều kiện an toàn phòng cháy, và qua đó thì qua cái kiểm tra thì chúng tôi cũng đã kiên quyết xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm ở trên địa bàn. Cùng với đó thì chúng tôi còn tăng cường tổ chức các cái lớp tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy cháy trên địa bàn, nhằm là nâng cao cái ý thức, kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy cho cái lực lượng cơ sở và lực lượng quân chúng nhân dân, để qua đó giúp cho là họ có thể là sử dụng thành thạo các cái loại phương tiện chữa cháy, cũng như là chủ động hơn khi mà có các cái tình huống cháy nổ xảy ra. Khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh đang được tập trung đầu tư phát triển nhanh với nhiều dự án có quy mô lớn mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Tại đây có 3 lĩnh vực sản xuất được đánh giá là đứng đầu cả nước, đó là điện năng, luyện thép và dịch vụ cảng biển nước sâu. Tất cả các lĩnh vực này cần tiêu thụ một nguồn điện lớn, vì vậy tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thì cháy nổ sẽ xảy ra, và khắc phục thiệt hại sẽ là câu chuyện khó. Vì vậy, ngoài việc chú trọng công tác phòng cháy, thì công tác chữa cháy cũng là một vấn đề quan trọng. Đối với công tác phòng cháy chữa cháy thì cái nguồn nước tại chỗ là hết sức quan trọng. Đối với cái lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì các cái xe chữa cháy thì cái lượng nước rất ít và có thể là sử dụng để chữa cháy được trong cái thời gian rất là ngắn. Vì vậy mà cái nguồn nước tại chỗ là một cái điều kiện rất là quan trọng đối với cái công tác phòng cháy chữa cháy tại các cái cơ sở. Đó là một trong những cái điều kiện quan trọng để giúp cho là cái cơ sở có thể là triển khai được các cái biện pháp phòng cháy cũng như là tổ chức chữa cháy khi mà xảy ra sự cố. Năm 2014 và 2015, giặc lửa đã hoành hành ở khắp nơi với nhiều thiệt hại về người và của. Ở khu công nghiệp Vũng Áng may mắn chưa có vấn đề lớn về cháy nổ xảy ra. Thế nhưng cũng có đến trên dưới 50 đơn vị doanh nghiệp đã bị xử phạt do hệ thống phòng cháy chữa cháy không đảm bảo. Chỉ cần bất cẩn nhỏ, giặc lửa sẽ tới bất kỳ lúc nào. Chính vì vậy, ngoài sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, thì điều quan trọng vẫn là ý thức của từng cá nhân, từng đơn vị doanh nghiệp.